Và sau đây là những phần tin địa phương thưa quý vị. Nghi can trộm xe hơi ở miền Bắc California đã bị bắt ở ngay leader Sài Gòn. Nghi can trộm 5 chiếc xe hơi ở phía Bắc của California đã bị bắt ở tại thành phố Fountain Valley. Cảnh sát loan báo vào hôm 24 tháng Giêng. Và tuần trước, khi đang tuần tiễu ban đêm, cảnh sát tìm thấy có hai chiếc xe ăn trộm ở ngoài bãi đậu xe ở khách sạn địa phương. Sở cảnh sát của Fountain Valley đã cho hay ở trên trang Facebook, nhưng không nói rõ là ngày nào. Cảnh sát bắt đầu theo dõi và nhìn thấy thêm có hai chiếc xe nữa đến khu vực này. Cả hai chiếc đều được cảnh sát xác nhận là ăn trộm. Sở cảnh sát Fort Valley yêu cầu nhóm đặc nhiệm chống trộm cắp xe hơi của Orange County hỗ trợ. Nghi can tên chủ sĩ Ma Rayon, 36 tuổi, đã bị bắt sau khi cảnh sát nhìn thấy anh ta ngồi trên ghế tài xế của một trong những chiếc xe ăn trộm đó. Kết quả cuộc điều tra phối hợp là tổng cộng 5 chiếc xe hơi đã được thu hồi. Sở Cảnh sát Fountain Valley loan báo. Khi khám xét những chiếc xe đó và phòng khách sạn, cảnh sát nhận thấy nghi can Ryan có thể dính líu đến nhiều vụ trộm về bộ lọc khói xe và trộm xe hơi ở Bắc California. Nghi can này đã bị bắt và bị đưa vào nhà tù ở Orange County. Sau đây là bản tin cuối. Có tới 38 vụ xả súng trong vòng 3 tuần lễ đầu năm nay, các vụ xả súng hàng loạt vào hôm 23 tây tháng Giêng cùng với 37 vụ xả súng giết người khác đã xảy ra tại nước Mỹ chỉ trong vòng 3 tuần lễ đầu tiên của năm 2023, theo dữ liệu từ trang web lưu trữ bạo lực súng đạn. Giới hữu trách của Hoa Kỳ đang điều tra về các vụ xả súng, thế nhưng những cảnh đau đớn và kinh hoàng ngày càng trở nên quá quen thuộc tại nước Mỹ các cộng đồng từ Goshen của tiểu bang California cho đến Baltimore của tiểu bang Maryland đang phải quay cuồng trong khi những người khác lo sợ khả năng xảy ra bạo lực súng đạn như thế ở ngay nơi mà mình đang sinh sống. Hôm 22 tây tháng Dương vừa qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris đã nói với đám đông ở Tallahassee của tiểu bang Florida như sau. Lễ hội văn hóa và một cộng đồng đã bị chia cắt bởi tình trạng bạo lực súng đạn rất vô nghĩa, Tất cả chúng ta trong căn phòng này và ở đất nước này đều hiểu rằng bạo lực súng đạn như thế phải được chấm dứt. Hồi đầu tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ hãy thông qua hai dự luật để tìm cách cấm vũ khí tấn công và cấm các băng đạn cơ lớn, đồng thời nâng độ tuổi mua súng lên 21 tuổi. Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp phải hành động một cách nhanh chóng Tổng thống Joe Biden nói như sau, phần lớn người dân Hoa Kỳ đồng ý với hành động hợp lý này. Trách nhiệm lớn nhất của chúng ta đó là phải làm tất cả những gì có thể được để bảo đảm sự an toàn cho trẻ em, cho cộng đồng và cho quốc gia của chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của My Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.